Xin chào toàn thể các bác. Phía trước đây là ngã tư cầu vượt Hưng Hà, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Xe đây là của em vừa đi lắp đặt một bộ mic không dây ngoài dương về, đi không biết thế nào này rơi mất cái biển số rồi. Hôm nay thì em cũng vừa về thêm một ít hàng, thì tiện đây em quay giới thiệu nhỏ cắt bao giới thiệu luôn cho toàn thể các bác với những sản phẩm hiện tại em đang có sẵn tại cửa hàng bên em. Những cái sản phẩm đang có sẵn là vừa về thêm là mic không dây JGM sao này, model là M4, mic không dây QT Acoustic C300, cục đẩy 4 kênh và đẩy 2 kênh của CB Audio, một cục đẩy 2 kênh của JGM, một bộ mic không dây của CB SK555 và loa là cái phần cuối cùng. Loa chúng ta gồm có là một chiếc xúc JGM sau MJ15, một cặp JGM sau mã là HS12 và một cặp CB Audio có mã là CF12, hàng nguyên đan nguyên kiện, được hãng Hân Hành tài trợ trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ em sẽ cùng anh em bóc cho các bác xem nhé. Đầu tiên là chiếc súp này, đây là cái súp này hàng nhập khẩu, đây là cái tem của hãng này, hiện tại là hãng bây giờ đang có hỗ trợ giá nhé. Ok, bóc đi. Hãng giờ đang có hỗ trợ giá cho toàn thể các bác với mức giá rất đẹp. Đấy, giá cực đẹp luôn nha các bác. Súp điện JGM sau hay còn gọi là súp active. Đấy, ok, đặt lần người gỡ ra, cứ để xuống đây, tôi để xuống đây, cần gỡ ra đây. JGM sau MJ15 súp active, súp điện. Đây là cái phía dưới chân của cái nó súp này, kích cỡ nó ngang ngửa với cái chiếc súp upper của QT Acoustic mà 15i ngang ngửa luôn. Nên con này là loa active hay gọi là loa liền công suất. Đây là cái phần mặt sau các bác nhé. Ok, tiếp theo là bóc đôi JGM nữa. Đôi JGM con này là có công suất là 900W trên 8 ohm maximum. Con này có volume này, phát quy này, input shoot JGM tem đó, súp active nhé, hay gọi là súp điện liền công suất. Dòng này thì nhà hãng thiết kế ở trên nóc này chúng ta có một cái lỗ cọc này, một cái lỗ cọc để các bác cắm cọc hay là đặt lên trên cái loa khác cũng được. Súp thiết kế rất là gọn và đánh nó nực. Con này đánh hay không, đánh nhức hình luôn. Đây là phía trước này, phía trước của nó súp này JGM sao, quay nó hơi tù thì các bác thông cảm. Ở đây là cái JGM sau model là HS12. Sợi đẹp nhỉ, nhưng mà loa hơi mốc tí. Loa để nâu nâu kho này nó hơi mốc tí. Với cái loa này thì hãng đang hỗ trợ giá rất đẹp nha. Ok, tiếp theo là cái CF12, bốc một kiện này, bốc cái một kiện này. Đây cái súp các bác nhá. Đây, súp. Ở đây là cái loa full ram. Nhìn trông rất là đẹp. Súp. Subwoofer full ram. Cặp đôi hoàn cảnh. Với một cấu hình karaoke gia đình thì chúng ta sẽ dùng một chiếc súp điện và một cặp full ram với hệ thống vang số mic không dây đẩy. Vậy là xong. Đây là cái loa CB Audio với mã là CF12 như hôm đầu rồi em có giới thiệu. Thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu trước cho các bác là loa súp cùng với loa full thôi nhé, còn là các thiết bị khác như là vang bức đẩy thì em sẽ review trong clip lần sau. Đó, đây là loa súp và loa full cùng với. Đây là chiếc loa full của CB Audio CF12. Loa nhìn trông rất đẹp. Hướng dẫn sử dụng của hãng này toàn tiếng Trung này. Đây là một cái sản phẩm lưu hành nội địa tại Trung Quốc các bác nhé, lưu hành nội địa. Ok, đặt là cái loa full lên trên loa súp. Đây, đứng lên. Đó,
nên một cái cấu hình nhìn trông nó rất là hoành tráng các bác nhé. Đấy, phun trồng sụn. Cái này thì tí nữa em sẽ tháo ra lau vệ sinh nhé. Cái này là chắc là hãng bỏ ra để mô hay gì đấy, nhưng không có gói hút ẩm. Loa không có hút ẩm thì nó mốc. Đấy, cái này thì em sẽ vệ sinh lại cho đẹp đẹp đi. Mới nhưng phải vệ sinh. Gì còn vào sau, model là HM12 8 ohm 99 dB, 1000W peak. Đây là CB này, cái loa này là loa nhập khẩu đến từ thương hiệu là CB Audio. Model này CB Audio. Con này thì là loa full RAM đa năng nhé, vừa đứng được, vừa nằm monitor được. Model là CF12, có công suất là peak là 1000W, 99 dB, 8 ohm. Magenta, hàng nhập khẩu chính hãng các bác nhé, các bác hoàn toàn yên tâm về sản phẩm. Ok, thì trên đây là video giới thiệu tổng quan cho các bác là về loa full RAM và loa súp hiện tại đang có sẵn tại Vân Lộc sau đó phòng thí nghiệm âm thanh Vân Lộc. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến cũng đóng góp, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để biết thêm thông tin về sản phẩm. Cửa hàng của em thì có địa chỉ tại là ngã tư cầu vượt Hưng Hà, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Các bác có điều kiện qua chơi giao lưu với em. Qua chơi giao lưu nhớ hẹn lịch trước nhá, bởi vì em đi lắp đặt nhiều lắm. Với cái phương thức mua bán hàng bên em như sau, các bác có thể đến nghe trải nghiệm. Và ví dụ các bác ở xa hay là gần đây thì em lắp đặt cho các bác nghe thử. Không ưng các bác gửi tiền xe, chi phí đi lại. Còn ưng thì các bác đếm đủ tiền hàng. Đấy, đây là cửa hàng bên em làm nó như thế. Nó khác với các chỗ khác. Không ưng thanh toán tiền xe. Đấy, xe thì chỉ tầm 500-700 nghìn thôi. Đấy, còn nếu như mà chốt đơn thì sẽ tính tiền, mua cái gì tính tiền cái đó, và khuyến mại công setup lắp đặt cho các bác. Sản phẩm đều được bảo hành tối thiểu là 1 năm với hàng mới, còn hàng bãi tối thiểu là được 3 tháng các bác nhé. Ngoài ra bên em có rất nhiều hàng bãi. Ok, trong clip ngày hôm nay thì chúng em giới thiệu đến đây thôi nhé. Các bác nào có thắc mắc thì alo trực tiếp cho em. Bây giờ em bày vẽ đống này thì nên chỗ nào đó nhìn cho nó đẹp, ngày mai ngày kia sẽ lên nhạc test thử cho các bác cùng xem. Xin chào toàn thể các bác.